đắp lá trầu không lên chỗ này, chỉ một lần là trẻ hết khóc đêm, ngủ liền một mạch tới sáng, lên mẹ nhàn tênh. Nói thật với các chị, nuôi con thời buổi này dù có hiện đại tới đâu cũng đừng bỏ qua kinh nghiệm của các cụ ngày xưa mà phí hoài, làm khổ cả mẹ lẫn bé. Bản thân em chính là một nhân chứng sống đây. Em cũng từng nghĩ mấy quan niệm của người lớn là cổ hủ, không phù hợp nên toàn bỏ ngoài tai. Thế mà lúc con em được 2 tháng, bé quấy khóc suốt ngày, em dỗ dành massage, mua sắm đồ chơi các kiểu cũng không ăn thua. Cuối cùng chỉ nhờ một chiêu của bà nội bé mà đâu lại vào đấy, con em hết khóc đêm lại ăn ngoan hơn, nên em cũng mừng thầm trong bụng, lễ phục mẹ chồng sát đất luôn. Em hỏi thì thấy bà bảo đây là cách mà các cụ nuôi con ngày xưa vẫn làm. Tất cả chỉ một cái lá trầu không thôi các chị ạ, vừa dễ mà lại hiệu quả thần kỳ, nên em mách cho các mẹ cùng biết nhé. Theo kinh nghiệm dân gian, trẻ ngủ không sâu giấc hay quấy khóc là thuộc dạng tỳ vị hư hàn, tức là lá lách, dạ dày bị yếu, sinh ra chứng lạnh bụng, ăn không tiêu gây cảm giác bức bối khó chịu. Muốn khắc phục thì dùng lá trầu không đặt lên bếp hơ cho vừa ấm vừa đủ, không nên nóng quá sẽ gây bỏng, rồi ấp vào rốn bé, sau đó bế con vào phòng, ấp bụng con vào bụng mẹ để hơi ấm của mẹ truyền sang cho con, khắc phục tình trạng hư hàn nói trên. Các mẹ có thể áp dụng cách này ngay sau khi tắm cho con hoặc chính vào thời điểm con đang quấy khóc, chỉ một lát sau là bé sẽ bớt khóc, ngoan trở lại và ngủ ngon cho mà xem. Ngoài ra, mẹ còn có thể đặt trực tiếp hoặc giã lát lá trầu không rồi đắp vào mông, đùi, tay, chân. Cách này cũng có tác dụng rất tốt đối với trường hợp trẻ khóc đêm, ăn ngủ không ngon. Giúp bé hết lớp cụt. Trẻ sơ sinh rất hay bị lấc, nếu muốn đối phó với tình huống này, mẹ có thể hơ lá trầu không cho ấm, đặt vào thóp, giữ nguyên khoảng 10 phút, rồi cho bé tin mẹ, bé sẽ hết lấc và ngủ ngon hơn. Chữa táo bón cho trẻ. Táo bón là nỗi ám ảnh của rất nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ. Lá trầu không sẽ lại cứu cánh cho mẹ trong trường hợp này. Rất đơn giản, mẹ chỉ cần làm một viên đạn bằng lá trầu không, ngâm trong dung dịch thầu dầu hay mật ong, rồi đút vào hậu môn của con, sẽ kích thích trực tràng co bóp, chữa khỏi táo bón. Khử trùng, chữa hăm cho bé. Trong lá trầu không có chứa chất polypelon nên sẽ ngăn ngừa được sự tấn công của các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Chỉ cần đun lá trầu không trong nước sôi, bạn đã có ngay một loại nước khử trùng hiệu nghiệm. Hãy lấy nước này để rửa các khu vực hăm của bé nhé. Chữa trứng đầy bụng khó tiêu, dùng lá trầu không hơi nóng, đừng nóng quá, và vuốt bụng cho bé, vuốt khoảng 5 phút theo chiều từ trên xuống dưới sẽ hiệu quả bất ngờ trong việc thúc đẩy tiêu hóa, giúp con ăn ngon và chóng nhớn hơn. Trị ho cho trẻ. Trẻ 6 tháng tuổi trở lên bị ho cũng có thể dùng lá trầu không để chữa bệnh. Rửa sạch lá trầu không giã nhuyễn, sau đó cho nước ấm vào ngoáy đều rồi lọc lấy nước cốt. Hàng ngày lấy ra cho bé uống 5-10ml trên một lần, ngày 2 lần khoảng 3-5 ngày sẽ đỡ dần và khỏi hẳn. Kết quả nghiên cứu của khoa học hiện đại cho thấy trong 100g lá trầu chứa tới 2,4% tinh dầu, chủ yếu là 2-phenol, beta-phenol, đồng phân của ergolon và chavicol, kèm theo hợp chất phenolic khác. Chúng có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với các loại vi khuẩn tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, song cầu khuẩn, vi khuẩn Sutibi và trực trùng coli, và có tác dụng kháng nấm mạnh đối với nhiều chủng loại nấm, các sinh động vật. Đó chính là lý do tại sao mà lá trầu không được gọi là phương thuốc cần kỳ đối với con người như vậy. Cuộc sống huyền bí, chúc các bạn luôn vui khỏe. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.